10 giờ sáng, tại một cửa hàng nhỏ ven đường. Một quầy nước nhỏ, một xe bánh bao. Có lẽ cửa hàng này chuyên bán thức ăn buổi sáng chăng? Và hoàn toàn vắng bóng người trông coi. Một người đàn ông đi xe máy đến trước cửa hàng. Có vẻ mặt tần ngần lưỡng lự, anh ta trông không giống một khách hàng chút nào cả. Trên tay anh ta lúc này là một quyển sổ nhỏ, một cây bút. Liệu có phải người đàn ông này đến để giao hàng cho chủ tiệm chăng? Thế nhưng trên xe anh ta lúc này không hề có một thứ gì cả. Vậy anh ta đến đây để làm gì? Camera cận cảnh đã từng đề cập đến những vụ trộm táo bạo. Kẻ trộm nhắm đến mục tiêu là những cửa hàng không có người trông coi để lấy đi những món tài sản đắt tiền. Vậy trong trường hợp này, tình huống gì sẽ xảy ra? Sau khi đứng quan sát cửa hàng một lúc lâu, rất nhanh anh ta tiến đến bên một thùng nhựa thường đựng nước đá của các cửa hàng, nhấc thùng nhựa này lên và mang thẳng ra xe. Anh ta đi vội vàng đến mức chỉ kịp đặt thùng nhựa lên xe rồi rồ máy chạy đi. Điều gì đã khiến anh ta hành động khó hiểu như vậy? Quan sát lại tình huống, có thể thấy anh ta liên tục đảo mắt quan sát phía trong cửa hàng. Lúc này, trong cửa hàng vẫn hoàn toàn vắng bóng người trông coi. Và khi mang thùng nhựa đi, anh ta vẫn không ngừng quan sát. Chính những hành động bất thường này khiến anh ta lộ diện mình là một kẻ trộm. Và món đồ mà anh ta lấy lại là một chiếc thùng nhựa có giá trị không cao lắm. Và có một điều mà có lẽ anh ta không hề biết, đó chính là chiếc camera an ninh của ngôi nhà này không những đã ghi lại hoàn toàn hình ảnh của vụ trộm, mà còn có cả biển số xe của anh ta. Trong trường hợp này thì kẻ trộm đã chuẩn bị sẵn tâm lý là khi bước vào nhà, nhìn qua nhìn lại, nếu như có chủ nhà bước ra thì hỏi, chị ơi có ở đây hỏi có... thăm mua bán cái gì đó, phải không? Ví dụ quán bán nước ngọt thì hỏi là có bán chè hay không, ví dụ vậy, để đánh lạc hướng. Rồi không, sau đó không thấy ai hết thấy thì ai là hết, coi thì, như thì là thùng nước đá, lon nước đi. Ngọt gì là cũng được hết đúng không? Rồi. Thì quý vị về sự bất cẩn của chủ nhà và về hành vi, về thái độ hết sức tinh vi và xảo quyệt của bọn trộm.